Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi là Hoàng Xuân Thy, chuyên gia pha chế thức uống. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các anh chị và các bạn món matcha đá xay. Với thời tiết nóng nực như thế này thì chúng ta làm một ly matcha đá xay nó rất là mát mẻ. Chắc hẳn trong chúng ta ở đây các bạn đã từng thử qua rất là nhiều món đá xay rồi, đúng không ạ? Giống như của Highland Coffee, các bạn đã cảm nhận được cái vị ngon. Tuy nhiên với cái công thức đá xay này Thy đang áp dụng tại quán mình, nếu các bạn sử dụng công thức này thì các bạn cũng cho ra một món đá xay rất là đậm đà, thơm ngon và không thua kém bất kỳ cái thương hiệu nào. Để làm được món đá xay này, các bạn cần phải trải qua ba cái công đoạn chính. Đó là trước tiên thì chúng ta phải làm cái kem tươi để chúng ta trang trí ở trên cái phần đá xay. Tuy nhiên ở video này Thy sẽ không hướng dẫn các bạn làm kem tiêu, bởi Thy có dự định là sẽ hướng dẫn các bạn làm về kem chi rồi macchiato và kem tươi trong một video gần đây. Thy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đó riêng. Từ hôm nay Thy chỉ hướng dẫn các bạn cách nấu hạch matcha và cách để xay cái phần đá xay thôi ạ. Kem tươi Thy đã làm trước rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Thy sẽ chia sẻ cách làm macchiato, kem chi và kem tươi nha. Và đây là phần nguyên liệu để sử dụng cho thức uống matcha đá xay. Đây là phần nguyên liệu để mình dùng làm món đá xay matcha có thạch nha các bạn. Thy giới thiệu sơ qua về cái nguyên liệu mình cần chuẩn bị. Đó là đây là 8g bột wrapper. Cái bột này nó có công dụng là giúp chúng ta tránh phân tầng tách nước các bạn. 10g bột bé vi quanh, 6g bột trà xanh matcha. Đây là đường, siro trà xanh, sữa đặc, rít, và chúng ta dùng thêm sữa tươi. Lát nữa khi xay thì Thy sẽ nói rõ bao nhiêu nguyên liệu đâu cho các bạn. Và đây là phần để chúng ta làm thạch. Muốn làm thạch dẻo thì các bạn sử dụng bột rau câu sóc vàng này, hoặc có thể sử dụng bột rau câu dẻo con cá cũng được. Chúng ta sẽ nấu 1 lít thạch với 100g đường và 4g bột rau câu sóc vàng. Giờ Thy sẽ hướng dẫn các bạn nấu thạch matcha dẻo. Thì chúng ta sẽ trộn 100g đường cát này với 4g rau câu dẻo con sóc vàng. Các bạn trộn đều nha. Mục đích của việc trộn như thế này giúp chúng ta nấu thạch nó không có bị bón cục, và đường thì nó nặng, nó sẽ xuống dưới và không có bị nổi lên trên các bạn, không bị bón cục nha. Sau khi nước sôi đều hết rồi các bạn nên tắt bếp khuấy cho nó tản hết cái nhiệt ra, sau đó chúng ta mới cho từ từ cái hỗn hợp đường và bột rau câu đã trộn trước đó vào. Cho hỗn hợp bột rau câu sôi 5 phút rồi các bạn, chúng ta sẽ tắt bếp nha, và cho cái hỗn hợp bột matcha này vào lọ và chúng ta cho vào. Sẽ hướng dẫn các bạn cho một cái ly 500ml. Các bạn sử dụng một ly đá đài như thế này nha các bạn. Nếu nhà các bạn có đá bi thì chúng ta bỏ đá bi, còn có thì bỏ cái đá này luôn. Đây chúng ta bỏ nó vào cái xay. Đó, các bạn cho vào đây 10g này là bột bé vi quanh. Bột matcha. 8g bột wrap. Bột này giúp các bạn là tránh phân tầng tách nước nha các bạn, kiểu như nó không có bị chảy nước ra khi mình làm cái món đá xay á. Và 15ml kem béo thực vật rít, 30ml sữa tươi không đường, 10ml nước đường các bạn. Đường này mình tự nấu nha. Mình 15ml sữa đặc. milk siro trà xanh Wonder Farm. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành xay. Các bạn xay cho tới khi nào thấy cái đá này nó mịn lên. Trước tiên thì chúng ta xay cho cái hỗn hợp này nó mịn lại, như vậy là được rồi. Giờ trước tiên chúng ta sẽ bỏ vào đây 3 miếng thạch này trước nha. Đây là thạch trà xanh dẻo các bạn, để trang trí cho nó đẹp. Các bạn nên để nó vòng vòng quanh cái miệng ly như thế này. Bạn cho tiếp vào 3 miếng thạch nữa nha. Cái phần matcha này vào luôn. Các bạn sẽ trang trí kem lên trên. Kem này Thy đã đánh trước rồi nha các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc về cái kem tươi này thì Thy sẽ hướng dẫn các bạn ở những cái video tiếp theo. Chúng ta đã hoàn thành xong. Như vậy là Thy đã hướng dẫn cho tất cả các bạn làm công thức matcha đá xay có thạch. Nếu như các bạn muốn làm matcha đá xay không thạch, hãy comment ngay xuống video này, Thy sẽ inbox để hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Những video tiếp theo thì Thy sẽ hướng dẫn các bạn về cách làm macchiato, kem chi và phần kem tươi để trang trí ở phía trên. Nếu các bạn thấy chia sẻ của Thy hôm nay hay và hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của Thy nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.